Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Ca sĩ Cẩm Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật Nhưng từ nhỏ cô đã thể hiện là một người rất yêu thích ca hát Vì quan niệm sướng ca vô loài của gia đình nên cô bị ngăn cản theo đuổi đam mê ca hát Mãi đến khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phát hiện ra giọng ca tuyệt vời của cô, Ông đã thuyết phục gia đình để cô theo đuổi đam mê ca hát. Cuối cùng, cô cũng được gia đình đồng ý cho tham gia một chương trình trên sóng truyền hình lúc tròn 20 tuổi. Ca sĩ Cầm Vân được xem là cánh chim đầu đàn của thế hệ ca sĩ sau năm 1975. Với chất giọng khỏe, cô nổi tiếng với những ca khúc trữ tình và các sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bài hát đã làm nên tên tuổi của cô phải kể đến như Bài ca không quên Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, sóng vừa đầu. Dù không được học qua trường lớp thanh nhạc nhưng Cẩm Vân đã chinh phục mọi trái tim của hàng triệu khán giả với giọng hát hay tự nhiên của mình. Trong hàng loạt các ca khúc mà Cẩm Vân trình bày, người hâm mộ đều yêu thích ca khúc bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Sau này, có rất nhiều ca sĩ đã trình bày lại ca khúc này nhưng chưa ai ghi đậm dấu ấn trong người nghe như Cẩm Vân, bằng một chất giọng khỏe trầm ấm, Cẩm Vân đã gửi hồn mình vào bài ca như thể không phải đang hát mà là đang sống. Ngay sau đó, ca khúc bài ca không quên đã trở thành một tài sản riêng của giọng hát Cẩm Vân, đồng thời trở thành một hình mẫu cho biết bao người muốn chọn ca khúc này thi thố trong các cuộc thi hát. Ca sĩ Cẩm Vân là vợ của nhạc sĩ Khắc Triệu, một người hay chơi trống, đệm đàn cho cô hát. Đối với cô, Mỗi khi được chính người bạn đời của mình hỗ trợ lúc lên sân khấu cất tiếng hát là một nguồn trợ lực rất lớn. Khi cô biểu diễn trên sân khấu, có những đoạn cao trào người chồng của cô đều cảm nhận rất tinh tế và luôn hỗ trợ đúng lúc, góp phần không nhỏ vào sự thành công của ca khúc. Đến với phụ nữ quyền năng tuần này, khán giả sẽ được gặp gỡ ca sĩ Cẩm Vân để hiểu hơn hết như thế nào là tình mẫu tử nữ danh ca sẵn sàng hy sinh đánh đổi mọi thứ quý giá nhất của mình để mong muốn cho các con mình một cuộc sống hạnh phúc sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng từ nhỏ ca sĩ cẩm vân cứ nghêu ngao ca hát tuy nhiên do quan niệm của gia đình cho rằng sướng ca vô loài nên không cho theo đuổi đam mê nhưng sau đó được nhạc sĩ nguyễn văn tý phát hiện thuyết phục gia đình để cho cô tham gia một chương trình trên sóng truyền hình khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã nói, Cẩm Vân là một viên ngọc, viên kim cương chưa được mài rũa, đánh bóng. Tôi tin rằng cháu sẽ nổi tiếng. Và từ đó nhạc trịnh đã chấp đôi cánh cho giọng hát của cô bay cao và có lẽ Cẩm Vân là ca sĩ hát nhạc trịnh thành công nhất sau năm 1975. Bên cạnh con đường ca hát, ca sĩ Cẩm Vân cùng chồng là nhạc sĩ Khắc Triệu cũng thử sức trên lĩnh vực kinh doanh nhưng không may mắn khi bị lừa mất sạch toàn bộ tiền từ nhà máy tôm khô. Sau đó, hai vợ chồng chị lại chuyển sang kinh doanh phòng trà. Chị chia sẻ, do dòng nhạc của Cẩm Vân rất kén người nghe, nên mỗi tuần nhiều lắm cũng chỉ vài dâu, như thế không đảm bảo được cuộc sống gia đình. Cũng như để duy trì đam mê ca hát cộng thêm tài đánh trống rất hay của ông xã, nên cẩm vân đã quyết định mở phòng trà và trong chương trình phát sóng tuần này khi ekip phụ nữ quyền năng bất ngờ gửi tặng ca sĩ cẩm vân một đoạn chia sẻ của hai cô con gái khiến chị đã không thể kiềm lòng xúc động đến khóc ngất trên sân khấu chị cũng cho biết đây là những ruột nước mắt hạnh phúc không phải là đau khổ đồng thời chị cũng hồi tưởng lại những gì mà con gái mình đã trải qua cách đây hai năm trong lúc vợ chồng anh chị đang ở việt nam thì cả hai cô con gái đều bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tại mỹ khi hai chị em đang trên đường đi học bằng xe hơi con gái lớn susu su, chịu chấn thương nhẹ hơn thế nhưng cô con gái út Xê đã chịu đa chấn thương nghiêm trọng phần đầu cổ bị dập phổi và gãy đốt sống làm cho em bị liệt cả từ chi nhìn con như vậy vân nghĩ chắc vân chết đi sẽ đỡ đau lòng hơn lúc đó cũng vừa mất số tiền lớn trong kinh doanh nhà máy tôm tại việt nam bên mỹ con lại bị tai nạn vân liền chạy thật nhanh về nhà để bán nhà để cứu con chị hồi tưởng nhưng sếp vẫn kiên cường không than đau cũng không rơi một giọt nước mắt nào lại còn sợ bố mẹ lo lắng nên đã động viên ngược lại chị gái và cả mẹ sếp còn nhờ các bác sĩ đừng gắn các ống thở cho em vì sợ mẹ đau lòng khi thấy cảnh này Ces nói đừng để cho bố mẹ biết để bố mẹ lo lắng. Khi Cẩm Vân biết tin và gọi điện cho con khi đang chuẩn bị lên máy bay để sang Mỹ thì Ces lại động viên mẹ. Mẹ ơi, mẹ hít sâu vô rồi thở nhẹ ra. Con khỏe rồi. Ngoài ra Ces còn bảo rằng mẹ đừng làm mắng chị nha. Cẩm Vân kể lại trong nước mắt vì thực tế tình hình lúc đó rất tệ. Kể từ cái ngày đau thương ấy đến nay, với ý chí và nghị lực mãnh liệt. Cô con gái bé bỏng của chị Cẩm Vân đã từng bước dần hồi phục và cùng chị đứng trên sân khấu để theo đuổi đam mê ca hát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.